Khánh Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 374 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua phần thể hiện của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi, lắng nghe diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lại kể về các cường giả trong tiên giới. Cường giả xuất thân từ Huyền Châu, hoa nở khắp hai giới tiên ma. Trong năm đạo tổ có Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Kế Đô Ma Tổ là nhi tử của Giang Nam. Hiện giờ lại xuất hiện ra Giang Tuyết Tình, nghĩa nữ Tiểu Vân Liên cũng có tư chất đạo quân. Tương lai lại giành một góc trong tiên giới. Một môn năm đạo quân, thiên hạ lại chỉ có một nhà. Lúc bấy giờ, Trung Thiên bỏ dậy, hậm hực nói: Ngươi tên gì? Dám nói tên thật hay không? Khí vận công đức của ta sâu dày, tương lai sẽ càng lúc càng mạnh. Chắc chắn ta sẽ đánh bại ngươi. Sau ngàn năm ta sẽ lại khiêu chiến với ngươi. Giang Tuyết Tình thu về chín đuôi, bĩu môi xoay người trở về bàn tiệc. Phụ thân nói người bị ta đánh bại không có tư cách khiêu chiến lần thứ hai với ta. Ngươi khỏi nghĩ nữa đi. Quần hùng trên bàn tiệc bật cười nói: Thật là có uy phong, tiểu Giang giáo chủ. Người thua trong tay Giang giáo chủ lại khiêu chiến lần nữa sẽ bị hắn so tài đến không còn mặt mũi nào nữa thôi. Định Quang lớn tiếng nói: Trung Thiên, ngàn năm sau trên núi cao nhất tiên giới Di La Sơn, ta lại luận đạo với ngươi. Lúc bấy giờ Ma Thiên cũng lạnh lùng nói: Được, sau ngàn năm trên đỉnh Di La Sơn chúng ta lại định ra anh hùng. Thiên Linh bị kích động cũng hung hăng nói: Ai sợ ai chứ. Tiểu Vân Liên chớp mắt kích động lòng người, hơ nắm tay nói: Ngàn năm sau lại xem ai mới là đệ nhất thiên hạ, các người thấy có đúng không? Trăm ngàn đứa nhóc khác ngẩng cao đầu kiêu ngạo nói: Đúng vậy, sau ngàn năm chúng ta quyết chiến trên đỉnh Di La Sơn, lại quyết định cao thấp tranh tư hùng. Ngày này của ngàn năm sau, ta chở các ngươi trên đỉnh núi Di La Sơn gặp quần hùng thiên hạ. Quần hùng được một mẻ ôm bụng cười nói: Ngàn năm sau không chừng sẽ có sự kiện lớn lưu truyền mấy chục ức năm đấy. Đám nhóc này tương lai không thể coi thường được. Huyền Đô Thiên Quân nhìn Giang Tuyết Tình chằm chằm, kinh ngạc lên tiếng: Ta thấy tiểu Giang giáo chủ có một loại khí vận kỳ lạ. Nếu tiểu Giang giáo chủ đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, e rằng sẽ có tạo hóa không nhỏ đâu. Huyền Đô Thiên Quân giỏi về đạo tạo hóa, nhìn cơ duyên rất chính xác. Huyền Đô Thiên Quân đã lên tiếng, Giang Tuyết, Thiên Vi cũng mừng rỡ hỏi lại: Huyền Đô sư huynh có thể nói rõ hơn được không? Huyền Đô Thiên Quân lắc đầu nói: Tuy ta giỏi về tạo hóa, tu luyện đại đạo tạo hóa đến viên mãn, thế nhưng không thể như thần toán tính chính xác vị trí tạo hóa được. Ta không thể như cường giả thần toán giành lấy tạo hóa. Dù biết tiểu Giang giáo chủ này sẽ có tạo hóa lớn giáng xuống, thế nhưng ta không biết cụ thể là ở nơi đâu. Tuy nhiên đi ra ngoài du lịch cũng không tệ. Mọi người đều biết Huyền Đô Thiên Quân đang khiêm tốn. Huyền Đô Thiên Quân không lường được, đặc biệt gần vạn năm nay gã đã đột phá vùn vụt tạo nghệ đạo hóa. Với Huyền Đô Thiên Quân đã đến trình độ không ai với tới. Lấy tạo hóa làm gốc khai sáng 3.000 đại đạo, đạo tạo hóa. Mắt của Càn Nguyên Thiên Quân cũng sáng rực cười nói: Sư huynh, hãy xem thử gần đây ta có tạo hóa lớn nào không? Huyền Đô Thiên Quân nghiêm túc nhìn Càn Nguyên Thiên Quân, rung động nói: Có, tạo hóa của ngươi rất kinh người, còn là tự đưa lên cửa. Ngươi ngồi trong nhà sẽ có tạo hóa đến, tạo hóa lớn đến nỗi ta sợ ngươi ăn không tiêu. Càn Nguyên Thiên Quân mở cửa trong bụng: Từ sau khi tiên triều của ta hủy diệt thì dường như ta dùng hết khí vận rồi. Giờ vận may lại tới, sắp phát tài rồi. Đám người Tịch Cứng Tình, Minh Thổ, Tinh Quang, Thiếu Hư, Lạc Hoa Âm, Tịch Trọng, Nhạc Cấu Nương chạy lên muốn lão thiên quân này nhìn tạo hóa cho mình. Huyền Đô Thiên Quân bị vây kín kêu khổ nói:
Hey, ta chỉ có thể nhìn ra vài phần tạo hóa thôi, không nhìn được cái gì khác cả. Các ngươi thử đi hỏi quỷ bà Thiên đi, đừng bám theo ta. Các ngươi hãy nhìn Càn Khôn cùng Bỉ Ngạn đi, bọn họ không đến hỏi ta. Cái đôi phu thế dựa vào quỷ bà Thiên mà kiếm đầy bồn đầy bát, dự bị tài sản phong phú cho nhi tử của mình kìa. Mọi người nhìn qua thấy quỷ bà Thiên ngồi bên cạnh Càn Khôn lão tổ và Bỉ Ngạn nương nương, cắn hạt dưa vui vẻ mà nhìn bọn họ. Càn Khôn lão tổ, Bỉ Ngạn nương nương đúng là giàu lên, tiêu xài rộng rãi. Vạn năm nay hai người cùng quỷ bà Thiên đi khắp nơi càn quét, nhờ tần toán kiếm khá nhiều thứ tốt. Mọi người như ong vỡ tổ ùa lên. Linh Lung Tiên Quân giành trước nâng quỷ bà Thiên lên. Hắn lắc người biến thành hỗn độn cự long, quẫy đuôi mà bay lên cao. Lạc Hoa Âm túm đuôi rồng định kéo Linh Lung Tiên Quân xuống. Ma Thiên Tiên Quân đáp xuống lưng của Linh Lung Tiên Quân, rút kiếm định đâm tay Lạc Hoa Âm. Bàn tay Thiên Quân chụp xuống hư không, tiếng chuông vang vọng chấn Ma Thiên Tiên Quân lăn lông lốc. Lạc Hoa Âm kéo Linh Lung Tiên Quân xuống ngay. Thiếu Hư thấy có của rơi thì chạy lên nhặt, ôm quỷ bà Thiên bỏ chạy. Tay áo Đạo Vương bay ra một khối tiên ấn đập vào gáy Thiếu Hư, gã ngã lăn xuống đất. Tử Tiêu tuôn ra tử khí quân lấy quỷ bà Thiên, đột nhiên gáy đau nhói bị người gõ cho một cái. Tịch Cứng Tình vô tội rút kệ về. Nhà Cấu Nương ném lưới trói quỷ bà Thiên, cõng chân lưng bỏ chạy. Nhà Cấu Nương hét lớn: "Tiểu Chiếu Đoạn Hậu!" Nhà Cấu Nương mới chạy ra được hai bước đã bị đóng băng trong đóa hoa sen. Băng Phách Quyền Nữ mới đóng băng Nhà Cấu Nương, chưa kịp cướp quỷ bà Thiên thì một gốc tiên thụ bay ra cuốn lấy quỷ bà Thiên. Mọi người dùng hết thủ đoạn muốn cướp quỷ bà Thiên, mượn thần toán của nàng mà tìm thiên tài địa bảo. Thiên Vi ho khan cười nói: "Thôi, các ngươi đừng có phá nữa đi, mau thả bà xuống. Quỷ bà hãy mang bọn họ cùng đi ra ngoài." Hoa Chấn Nguyên thu tiên thụ lại, quỷ bà Thiên nhàn nhã ngồi trong tán cây cắn hạt dưa. Mọi người mời quỷ bà Thiên xuống. Đám người này đều có thu hoạch lớn trong đạo tràng đế tôn, được 3.000 đại đạo, có khá nhiều cơ duyên khai thiên, tu vi tiến bộ vượt bậc. Nhiều người cách thiên quân chỉ có nửa bước, thực lực cường đại. Bọn họ đã quen đùa giỡn, không thật ra tay nặng. Quỷ bà Thiên nói: "Lỗ mũi châu Huyền Đô thật giỏi tìm rắc rối cho lão thân mà. Người giỏi đạo tạo hóa, huyết tổ cũng nuốt khai thiên khí vận, công đức tạo hóa chi môn, sớm muộn gì các ngươi sẽ đấu một trận." Tim Huyền Đô Thiên Quân rất kí bịch, đang định hỏi kỹ thì đám cường giả đã vây quanh quỷ bà Thiên đi mất. Huyền Đô Thiên Quân nhức đầu, muốn chạy theo quỷ bà Thiên hỏi cho rõ ràng. Thế nhưng vừa rồi Huyền Đô Thiên Quân vì trốn rắc rối nên đa bóng sang quỷ bà Thiên, giờ gã không mặt mũi nào mà cứ đi cầu xin nàng. Quần hùng đến chúc mừng lần lượt rời đi. Trong Đông Cực Thánh Cảnh, các tiên chấn thủ, Thiên Vi đứng lên nói: "Tỷ tỷ, ta phải về Đại La Thiên." Huyền Đô sư huynh nói: "Tiết Tình đi ra ngoài sẽ có tạo hóa lớn, theo ta thấy cũng nên cho nàng đi ra cửa mà học hỏi kinh nghiệm rồi." Giang Tuyết gật đầu nói: "Ta đang có ý này. Tuyết Tình, người hãy đi ra ngoài du lịch đi, nhưng nhớ phải cẩn thận, đừng dễ tin tưởng ai. Vân Liên thông minh, người nhớ nghe theo lời Vân Liên. Tuy phụ thân của ngươi là tồn tại cường đại nhất, thế nhưng hắn có nhiều kẻ thù. Bọn họ không dám xuống tay với phụ thân ngươi, thế nhưng lại dám ăn hiếp ngươi." Giang Tuyết Tình mừng rỡ cười nói: "Ta rất muốn đi ra ngoài kết bạn với mấy vị hào kiệt. Mẫu thân hãy yên tâm, ta rất thông minh mà." Giang Tuyết Tình kéo tay Tiểu Vân Liên chạy ra Đông Cực Thánh Cảnh. Càn Nguyên Thiên Quân dẫn nữ nhi trở về Càn Nguyên Thiên Cảnh. Vẻ mặt Tử Hàm Đạo Mẫu giàu lo ôm nữ nhi nói: "Mấy hôm lão gia đi ra ngoài, tạo hóa lớn đã đến cửa, thiếp thân chỉ lo lão gia không ăn nổi mà vứt bỏ nó thôi." Càn Nguyên Thiên Quân kinh ngạc hỏi: "Sao? Tạo hóa lớn đã đến cửa sao? Nhanh như vậy sao?" Chính giữa Càn Nguyên Thiên Cảnh, trong tiên điện truyền ra tiếng cười: "Nhân quả dục huyền đây, công pháp hay, là đệ tử số phận đã định cho ta. Không biết dung nhập đại đạo nhân quả vào tiên đạo sẽ xảy ra chuyện thú vị gì đây. Đệ tử của ta hãy tiến vào bái sư đi." Càn Nguyên Thiên Quân biến sắc mặt nói: "Vô Cực Thiên Tôn sao?" Càn Nguyên Thiên Quân thầm kêu khổ, định mang theo thế tử con cái chạy trốn. Càn Nguyên Thiên Cảnh bị pháp lực mạnh mẽ bao phủ, Càn Nguyên Thiên Quân không trốn thoát được. Càn Nguyên Thiên Quân thầm nghĩ: "Huyền Đô sư huynh nói tạo hóa lớn, quả nhiên ta không ăn nổi."
Càn Nguyên Thiên Quân cứng rắn đi vào đại điện nói: Đại Thiên Tôn, nhân quả của ngươi bao phủ tiên giới, hai vị ân sư của ta cũng nằm trong đại đạo nhân quả, mượn tiên đạo hủy diệt để đại đạo nhân quả chạy thẳng tới tận cùng đại đạo. Bây giờ muốn thu ta làm đệ tử, chẳng lẽ không sợ hai vị ân sư của ta mượn cơ hội nhìn ngó ảo diệu đại đạo nhân quả hay sao? Trong đại điện, một thiếu niên người khổng lồ ngồi xếp bằng, không gian vô tận sao động quanh thân. Thiếu niên người khổng lồ cười nói: Càn Nguyên, ta truyền đại đạo nhân quả cho ngươi bởi vì ngươi thích hợp với truyền thừa của ta. Tương lai nếu ta tranh đấu thua đế và tôn, thua chết cũng không đến mức mất truyền thừa. Hơn nữa cho đế và tôn xem đạo lý của ta thì bọn họ chỉ thấy một góc băng sơn, thấy đạo lý ngươi lĩnh ngộ ra, ta sợ cái gì? Càn Nguyên, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là từ chối ta, cả nhà từ già đến trẻ đều chết cả. Đường thứ hai là bái ta làm... Càn Nguyên Thiên Quân quỳ xuống ngay hét lớn: Sư tôn tại thượng, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Từ Hạm Đạo Mẫu ôm nữ nhi không biết nên nói cái gì, nhìn Càn Nguyên Thiên Quân bái sư liền oán trách: Lão già có chút khí tiết được không? Tốt xấu gì chờ người ta nói hết lời uy hiếp đã, do dự một lúc phân vân một chút rồi hãy bái sư. Lão già nhìn xem, lão già làm nữ nhi học thuế xấu rồi kìa. Ngoan, nữ nhi ngoan, tuyệt đối đừng bao giờ học theo phụ thân của ngươi, nhớ chưa? Vô Cực Thiên Tôn giật mình, lòng thầm do dự, thu đệ tử như thế mà đồn ra ngoài rất là mất mặt. Vô Cực Thiên Tôn nói: Càn Nguyên, hay ngươi đắn đo một chút xem, ta cảm thấy ta cũng cần suy nghĩ lại. Hai vũ trụ tiên ma sinh ra đời, bên ngoài vũ trụ là hỗn độn, thế nhưng bây giờ không gian hỗn độn chẳng còn lại bao nhiêu. Hỗn độn thần tộc xây dựng một tòa thần thành, thần vực tại đây. Bọn họ chế tạo các tòa thần thành ở chỗ hỗn độn đậm đặc nhất trong tiên giới, ma giới, chiếm các tiên thiên thánh cảnh. Nhưng góc hỗn độn thần tộc này ở bên ngoài hai vũ trụ, vực ngoại linh nữ phụ trách, vực nội thì đại diễn cổ thần, la ma cổ thần lo. Linh nữ nghe Trung Thiên nói xong liền nhíu mày: Sao? Nữ nhi của Huyền Thiên giáo chủ chỉ dùng một chiêu mà đánh bại được ngươi sao? Linh nữ cười nói: Đừng lo, nữ nhi của Huyền Thiên giáo chủ xuất thế sớm hơn ngươi vạn năm. Nàng thắng ngươi không phải vì tư chất, ngộ tính hơn ngươi. Sớm muộn gì, ngươi sẽ bắt kịp vượt qua được nàng. Ngàn năm sau, nàng sẽ không phải là đối thủ của ngươi. Hơn nữa, ngươi được ưu đãi, ngậm bạc mà sinh ra. Trận chiến này chưa sử dụng pháp bảo, không cần để ở trong lòng. Trung Thiên không người vâng dạ, linh nữ cười nói: Ta đưa ngươi đi đại điện đạo quân quả vị gặp tổ phụ của mình. Ngàn năm sau, đừng nói tài nghệ của ngươi chấn áp hết thảy tiểu bối, còn có thể tranh phong với thế hệ đi trước kìa. Trung Thiên nghe vậy mừng rỡ. Chốc lát sau, linh nữ đưa Trung Thiên vào đại điện đạo quân quả vị. Linh nữ vuốt hoa cải trên tóc đăm chiêu: Nữ nhi của giáo chủ du lịch trong hai giới tiên ma, sẽ có rất nhiều người muốn xuống tay hại nàng. Công pháp của Huyền Thiên giáo chủ huyền diệu, hiếm ai địch nổi để giành công pháp này. Nhưng với nữ nhi của hắn thì không khó khăn gì. Tiểu công chúa chỉ biết lòng người hiểm ác ra sao, sợ là lần này sẽ giữ nhiều lành ít thôi. Hỗn độn của thần có nên chăn chân vào không đây? Linh nữ lắc đầu thầm nghĩ: Dù là ai dám xuống tay với nữ nhi của giáo chủ sẽ có kết cục diệt tộc. Cổ thần cần gì mạo hiểm như vậy đây? Sẽ có người không ngồi yên, chờ công pháp của Huyền Thiên giáo chủ truyền ra là tộc cổ thần sẽ có cơ hội. Dưới lòng đất ma giới, trong ma cảnh không đáy, biểu tình La Hầu La Ma Tổ âm trầm nghe Ma Thiên báo cáo chuyện gặp trong Đông Cực thánh cảnh. Nhất môn ngũ kiệt sao? Nhóm Huyền Đô Càn Nguyên nói như vậy sao? Đầu của La Hầu La Ma Tổ quan tâm không phải là Trung Thiên đánh bại cường giả tiểu bối khác, mà là bị Giang Tuyết Tình hạ gục. La Hầu La Ma Tổ lẩm bẩm nói: Chết tiệt thật, mấy cái tên khốn đó lại bài trừ ta ra ngoài. Ta dù gì cũng ra từ môn hạ của Huyền Thiên giáo chủ, dù quan hệ với giáo chủ không phải phụ tử thì nhưng cũng là nghĩa phụ nghĩa tử, nói sao cũng nên là lục kiệt. Mấy cái lão giả khốn kiếp trước giờ chưa từng xem ta là người nhà, đáng đánh mà. Ma Thiên nhắc nhở nói: Sư tôn, ta thua Trung Thiên. La Hầu La Ma Tổ giật mình ngẫm lại cười nói: Thắng thua là chuyện thường tình trong binh gia,
thua một, hai lần có cái gì ghê gớm đây. Những thứ này là chuyện nhỏ, chỉ cần ngươi chăm chỉ cố gắng, không ngừng chiến đấu sát phạt, nâng cao thực lực, thì tương lai sẽ lấy lại những gì đã mất thôi. Tình túy ma đạo ta nằm ở chỗ vô pháp vô thiên, không tôn thiên cũng chẳng tôn địa, hết thảy đạo pháp đều có thể đảo điên được. Ta sẽ giám sát ngươi tu hành 500 năm, nếm hết đau khổ sinh tử trong thập địa ma cảnh do ta sáng tạo ức vạn năm, lĩnh ngộ lấy ma nhập đạo. Sau đó ngươi sẽ đi ma giới, tiên giới mà du lịch, chinh chiến với quần hùng 500 năm. Ngàn năm sau, cuộc chiến Di La Sơn chắc chắn ngươi sẽ tỏa sáng thôi. Ma Thiên thở phào, khom người nói: Xin đa tạ sư tôn. La Hầu La Ma Tổ tính toán: Nếu người đi bái phỏng nhị thúc kế đô thì có thể lĩnh ngộ tinh túy ma đạo càng toàn diện hơn, thực lực sẽ tăng mạnh. Nhưng mấy năm nay kế đô xích mích với ta, làm ta khó mở miệng mà nhờ vả được. Cái tên kế đô cũng nằm trong ngũ kiệt, vậy mà không tính luôn cả ta sao? Cũng trong lúc đó, tại Ngọc Kinh Thánh Giáo, Ngọc Kinh Thiên Quân suy tư nói: Long Ngạn, Trung Thiên đánh bại ngươi, sau đó nữ nhi của Huyền Thiên Giáo Chủ đánh bại Trung Thiên sao? Thú vị, huyết mạch của Huyền Thiên Giáo Chủ mạnh đến mức đánh bại cả khai thiên khí vận công đức hay sao? Ta không tin, nữ hài tử kia chắc chắn có bí ẩn gì đó. Long Ngạn chớp mắt cười nói: Sư tôn yên tâm, ta chưa dốc hết sức ra, nếu ta dùng hết sức rồi thì chưa biết thắng bại thế nào. Ngọc Kinh Thiên Quân vẫy tay nói: Người có khai thiên khí vận, công đức, phúc nguyên sâu dày, thế nhưng những người khác cũng không thua gì ngươi, không được lơ là. Nữ hài tử Giang Tuyết Tình này ra ngoài du lịch, có lẽ nàng không biết mình là miếng bánh trong lòng mọi người, thế nhưng không chừng cáo già Huyền Thiên Giáo Chủ sẽ theo dõi sinh tử của nữ nhi. Ngọc Kinh Thiên Quân cười nói: Ta không đụng vào nàng, ai đụng nàng sẽ chết ngay. Nhưng chuyện đẩy vô thường, Huyền Thiên Giáo Chủ cũng có lúc lơ là, không chừng nữ nhi của Huyền Thiên sẽ chết trong tay yêu ma mắt mù nào đó, truyền ra nguyên thủy đại la kinh của Huyền Thiên Giáo Chủ. Lúc bấy giờ, Ngọc Lâm Tử chớp mắt tiến lên nói: Hay để hài nhi đi dụ dỗ mấy cường giả trời sinh cường đại trong thế hệ trẻ để gây sự với Giang Tuyết Tình đây. Không, ngươi đừng làm vậy. Huyền Thiên Giáo Chủ cáo giả biết mấy, nếu nữ nhi của hắn chết đi sẽ lần theo dấu vết tìm ngươi rồi diệt thánh giáo ta. Ngọc Kinh Thiên Quân cười to nói: Gần 10 vạn năm nay thánh giáo ra 21 thiên quân, tội gì phải mạo hiểm. Chúng ta bất động sẽ có người động. Ma Kha, Huyết Tổ chịu thiệt lớn trong tay Huyền Thiên Giáo Chủ, chắc chắn sẽ càng khát vọng hơn chúng ta. Mắt của Long Ngạn sáng lên, vỗ tay cười nói: Giang Tuyết Tình sẽ gặp nhiều tai nạn, chẳng những có nhiều yêu ma quỷ quái bẩm sinh cường đại hại bọn họ, còn có tịch diệt thú, người chăn nuôi muốn mạng bọn họ. Ngọc Kinh Thiên Quân mỉm cười nói: Yêu ma bẩm sinh xuất thế đã là đẳng cấp tiên vương, tiên quân, người chăn nuôi thì càng tâm ngoan thủ lạt. Có bọn họ, chúng ta cứ ngồi chờ tiên lành, nhìn xem có thể lấy được nguyên thủy đại la kinh hay không. Cũng trong lúc đó: Tỷ tỷ, dường như có rất nhiều người đi theo chúng ta, không có ý tốt đâu. Giang Tuyết Tình, Vân Liên đi du lịch hơn 10 ngày, đi khắp núi sông. Trong tiên sơn, sông lớn có biết bao nhiêu động phủ do tiên nhân tạo ra, cũng có một số yêu ma bẩm sinh chiếm núi làm vua. Một số tiên nhân có ý xấu, thế nhưng thái độ nho nhã, lễ phép với tiểu Vân Liên, Giang Tuyết Tình. Còn các yêu vương, ma vương bẩm sinh thì không khách sáo với hai nữ hài tử, hung thần ác sát. Trong đó không thiếu yêu ma vừa xuất thế đã cực kỳ cường đại. Lần này trên đường khai thiên sinh ra tiên thiên sinh linh, đại khái chia ra làm hai loại. Một là sinh linh được thiên địa công đức khí vận, khi xuất thế nhỏ yếu, đại đạo nội uẩn. Tiên thiên sinh linh cần tu luyện từng bước mới trưởng thành, tương lai sẽ tỏa sáng rực rỡ. Một loại khác là bẩm sinh mạnh mẽ, được thiên địa linh khí thấm nhuần, ma cảnh, tiên cảnh dưỡng sinh ra yêu vương, ma vương. Loại sinh linh này có một số vừa xuất thế đã có trình độ tiên vương, tiên quân. Trong vài tuyệt cảnh dưỡng dục sinh linh rất có thể là đẳng cấp thiên quân. Loại sinh linh này vì có ưu thế bẩm sinh, sức chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng tu hành khó khăn. Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên gặp yêu vương, ma vương
đa số là loại sinh linh này. Giang Tuyết Tình, Vân Liên không sợ chút nào. Khi gặp yêu vương ma vương chưa từng nhát gan, ai khiêu chiến đều nhận, được mời liền vào hang ổ của đối phương. Hai nữ hài tử ăn cơm uống rượu sảng khoái với các yêu vương ma vương, là một đám yêu ma quỷ quái vô cùng khâm phục hai nàng. Trên đường đi bình an, nhưng dù gì còn một số kẻ lòng muông dạ thú âm thầm đi theo sau lưng hai nữ hài tử, tùy thời sẽ ra tay. Giang Tuyết Tình cũng không để bụng, cười nói: chúng ta ra ngoài du lịch sao có thể không gặp nguy hiểm được, đây là rèn luyện. Tiên giới quá lớn, lần trước phụ thần mang chúng ta đi du lịch chưa đi hết hai giới tiên ma. À, con sông này thật là bao la hùng vĩ à, không biết chảy tới nơi nào đây. Trước mắt Giang Tuyết Tình và Tiểu Vân Liên là một con sông lớn chảy từ giữa hư không. Nước sông cuốn đi một số ngôi sao như mùn đất giữa sông chảy theo dòng, trong đó có nhiều hỗn độn tự nhiên nhuộm đục nước sông. Sông lớn chảy xiết xuyên qua vách tiên giới, phun ra hơi thở ma khí, chắc chảy đến ma giới. Tiểu Vân Liên nhìn đằng trước nói: ở chỗ đó có người câu cá kìa. Tiểu Vân Liên cười nói: người đó thật lạ, ngồi trên không trung, dây câu rũ xuống nước, không có lưới câu thì làm sao mà câu cá được đây. Trên bầu trời của mặt sông, một lão nhân đầu đội mũ ngồi xếp bằng thả câu, dây câu cách mặt nước hơn trượng, bên dưới không có lưới câu, không có cá. Hai nữ hài tử rất ngạc nhiên. Hai tiểu công chúa không biết rồi, lão hủ không câu cá mà đang câu long trùng. Lão nhân cười nói: lão hủ muốn câu long trùng bơi trong Đại La Thiên. Nghe nói trong Đại La Thiên có chân long biến ảo khó dò, tuy không phải là tiên đế nhưng có uy nhiếp tiên đế, áp lực đè vũ trụ. Long trùng này là món ngon hiếm có, nếu lão hủ dùng dây câu mồi câu sẽ bị chân long cảm giác được, không dùng lưỡi và mồi câu để long trùng tự động mắc câu. Hãy nhìn xem, bây giờ hai long trùng đã tự đến rồi. Giang Tuyết Tình biến sắc mặt, tiến lên trước một bước khẽ quát: là tinh quái gì, không mau mau hiện hình đi. Lão nhân cười phá lên, thân hình lão nhân cong lại rồi duỗi ra, vang lên một tiếng nổ đích tai. Lão nhân biến thành gấu đen đỉnh thiên lập địa, đứng trên mặt sông, con mắt như hai vầng mặt trời rực cháy, đuôi cánh dương rộng. Lão nhân lạnh lùng cười: Phi Hùng đạo nhân, xin kính chào hai tiểu công chúa Đại La Thiên. Bây giờ hai tiểu công chúa đã chủ động mắc câu rồi. Phi Hùng đạo nhân lao xuống, thực lực rất cao minh, là yêu ma đẳng cấp tiên quân. Phi Hùng đạo nhân tấn công, cần câu nhếch lên hất con sông lớn bay lên, vô số ngôi sao như hạt cát bay hướng hai nữ hài tử. Giang Tuyết Tình lùi lại một bước, lấy La Thiên Khánh Vân ra. Tiểu Vân Liên thò tay vào La Thiên Khánh Vân. Hai nữ hài tử lấy hai kim long giản ra, người kia lấy một đóa sen năm sắc. Vân Liên sử dụng sen năm sắc, không chỉ thế, mấy chục vạn năm trên dưới sông lớn, hà quang năm màu bay lượn, bất cứ công kích nào cũng không thể xâm nhập vào hoa sen. Giang Tuyết Tình thì giang chắp hai tay lại, hai kim long giản hóa thành kim long giao nhau, máu rơi như mưa rơi trong không trung. Phi Hùng đạo nhân hét lớn, nửa người rơi xuống, nửa người khác bay lên, đuôi cánh vỗ đập lao đi. Phi Hùng đạo nhân liều mạng chạy trốn, ngoái đầu thấy hai nữ hài tử không truy sát mà mò ra một cái đỉnh to từ trong La Thiên Khánh Vân, hút nửa khúc mình của Phi Hùng đạo nhân vào đỉnh, dùng hỗn độn hỏa để nấu, định nướng ăn bên bờ sông. Phi Hùng đạo nhân trừng mắt muốn rách cả khóe mắt, thầm nghĩ: đáng hận mà, thù này không báo, kiếp này thể không làm gấu. Phi Hùng đạo nhân định điều dưỡng một đoạn thời gian lại đến tìm hai nữ hài tử báo thù. Đột nhiên đằng trước có ánh sáng bảy sắc dâng lên, một con khổng tức to bay lượn trong ánh sáng, há mồm định hút sinh linh trong thiên địa. Khổng tức hút một hơi trăm vạn dặm, không còn người hoặc vật, tất cả bị hút vào bụng. Khổng tức hút sạch tiên sơn, linh căn, tiên khí, tiên dịch. Phi Hùng đạo nhân mừng rỡ vội bay lại: thì ra là Khổng Thánh lão huynh. Phi Hùng đạo nhân nói: Khổng Thánh lão huynh, hãy dừng bước lại, có biết chuyện nữ nhi của Huyền Thiên giáo chủ ra ngoài du lịch hay không? Khổng tức khép cánh biến thành đạo nhân, mắt dài nhỏ, khoác y phục bảy sắc. Khổng tức trả lời: ta có nghe nói mấy hôm trước đổ lên ầm ĩ, ta và Huyền Thiên giáo chủ có thù với nhau. Năm xưa ta vừa xuất thế không lâu, đang ăn thịt người,
tình cờ xe giá của Huyền Thiên bay qua, suýt nữa bị phủ Lê Nguyên Quân bắt giữ. Ta đang định đi tìm nữ nhi của hắn tính sổ đây, thế nhưng không biết người đó ở đâu. Phi Hùng Hiền Đệ, ngươi bị thương hay đã đấu với nữ nhi của Huyền Thiên rồi hay sao? Phi Hùng đạo nhân vâng dạ nói. Thật xấu hổ, pháp bảo của nàng rất thần kỳ, là La Thiên Khánh Vân trong Chí Bảo Tiên Đạo, ta không đấu lại được. Thủ đoạn bản lĩnh của Khổng Thánh lão huynh mạnh hơn ta gấp trăm lần, chắc chắn có thể bắt được nàng. Khổng Thánh đạo nhân trầm ngâm nói. Huyền Thiên giáo chủ có tiếng là đệ nhất nhân thiên hạ, nếu ta xuống tay với nữ nhi của hắn e rằng sẽ bị tấn công. Mặc dù ta mạnh thế nhưng thua Huyền Thiên một bậc, ta cần tìm trợ thủ. Trong Phượng Loan Thiên Lĩnh, Thiên Phượng Yêu Hậu không thua gì ta, mấy lần đánh nhau với Thiên Phượng hai ta không chia thắng thua. Cửu Dương Thánh Long lão hoàng trong Cửu Long Thiên Vực có thủ đoạn rất cao minh. Thất Sát Ma Vương trong Vạn Ma Cốc, mấy người này đều là tồn tại bẩm sinh cường đại, khổ sở tu hành đến nay có thực lực như thiên quân. Nếu mời được bọn họ cùng nhau ra tay thì không sợ Huyền Thiên giáo chủ nữa rồi. Phi Hùng đạo nhân cười nói. Ta nghe đồn dưới tay Tịch Diệt đạo nhân có người chăn nuôi lang thang khắp nơi, đang tìm tung tích nữ nhi Huyền Thiên. Mấy người này thực lực rất cao, có thể lôi kéo làm trợ thủ. Khổng Thánh đạo nhân gật gù. Tốc độ của ta siêu quần thiên hạ, để ta đi tìm bọn họ. Người hãy giám thị bên nữ nhi của Huyền Thiên, chờ ta tìm được người giúp đỡ, rồi Huyền Thiên có đến cũng sẽ không sợ. Phi Hùng đạo nhân mừng rỡ quay đầu đi ra bờ sông giám sát từ xa. Giang Thuyết Tình Tiểu Vân Liên vẫn ở bờ sông nấu canh xương gấu, tay gấu, bên cạnh đặt đống lửa nướng thịt gấu. Phi Hùng đạo nhân chảy nước miếng thầm nghĩ. Hai tiểu nha đầu này nướng thịt ta ăn, thế nhưng phải nói thơm, thơm quá, ta cũng muốn ăn rồi. Đột nhiên có tiếng cười vang lên. Thơm quá, thơm quá, hai vị đạo hữu à, chia cho ta một miếng được không? Giang Tuyết Tình Tiểu Vân Liên nhìn hướng phát ra thanh âm, thấy một đạo nhân trẻ tuổi đứng gần đó, mũi hít hà thèm thuồng. Vân Liên nói nhỏ. Tỷ tỷ, hai ta ra ngoài gặp nhiều người xấu, phải cảnh giác mới được. Giang Tuyết Tình cười nói. Ta thấy hắn không giống với người xấu, cảm giác rất quen thuộc. Chúng ta không ăn hết nửa con gấu được đâu, hay chia cho hắn một ít đi. Giang Tuyết Tình ngoắc ngoắc. Đạo hữu mời qua ngồi. Đạo nhân trẻ tuổi hân hoan chạy nhanh tới, ngồi cách hai nữ hai tử hơi xa, biểu thị tôn kính và tị hiềm. Giang Tuyết Tình chém một miếng thịt gấu đưa cho đạo nhân trẻ. Nàng hỏi, đạo hữu từ nơi nào đến vậy? Từ trong nhà của nàng đến, vốn núp trong tiên sơn, nghe nói nàng đi ra rèn luyện, thế là ta đi tìm đến đây. Đạo nhân trẻ nhận thịt gấu, nhai mấy miếng khen. Nấu ngon, rất ngon. Giang Tuyết Tình Tiểu Vân Liên thầm khó hiểu. Đột nhiên có một giọng nữ cười nói. Thơm quá, thơm quá, chừa cho ta một miếng đi. Hai nữ hải tử nhìn hướng phát ra thanh âm. Một thiếu nữ xinh đẹp có một quần quay tơ lớn từ trên mặt sông đi đến. Nàng bước lên bờ sông, đặt quần quay tơ sang một bên, thỏ tay xé thịt. Mùi này hợp khẩu vị với ta. Lại có một thợ săn trẻ tuổi sao bay mang trăng lao ra từ rừng núi, mấy bước đang ngồi xuống bờ sông. Thợ săn trẻ tuổi cười nói. Ta còn chưa săn được con mồi, ăn mấy miếng lót dạ trước chút nữa mới có sức săn thú được. Phương xa lại vang lên tiếng cười. Chừa một miếng cho ta với nào. Giang Tuyết Tình Tiểu Vân Liên thầm thế lạ. Từ bốn phương tám hướng lục tục có hơn 10 người, bộ dạng và cách ăn mặc kỳ lạ tụ tập lại bờ sông. Đám người dường như rất quen với Giang Tuyết Tình, không khách sáo chút nào. Bọn họ vây quanh đống lửa, ngồi dưới đỉnh to, có người xé thịt, có người múc canh. Giờ lát sau, nửa khúc mình của Phi Hùng đạo nhân đã bị đám người ăn sạch sẽ, uống hết cả canh. Mười mấy đạo nhân kỳ lạ nhìn Giang Tuyết Tình cười nói. Tiểu công chúa Giang gia cũng là địa chủ tương lai của chúng ta. Lần này chúng ta ăn trước một miếng, tương lai người nhớ che chở cho chúng ta. Giang Tuyết Tình trả lễ. Mấy vị đạo hữu khách sáo rồi. Tiểu Vân Liên chớp mắt nói. Các người ăn hết thịt, uống hết canh của chúng ta rồi, chúng ta còn chưa ăn gì đây. Mười mấy đạo nhân nhìn nhau cùng cười. Chút nữa sẽ trả lại liền.
thiếu nữ xinh đẹp cười nói: "Chờ lát nữa, hai tiểu công chúa muốn ăn rồng thì được ăn rồng, muốn ăn phượng thì ăn phượng. Kêu Tương Kháng bảo đảm ăn ngon hơn món gấu nhiều." Mười mấy đạo nhân vỗ tay đồng ý. Tương Kháng rất giỏi săn thú, chút nữa bắn mấy con chim, con phượng là có thể ăn thoải mái rồi. Mắt Giang Tuyết Tình xoay tròn, vỗ tay cười nói: "À, ta nhận ra các ngươi rồi. Ban đầu phụ thân nói các ngươi định hại ta, cho ta một gánh nặng, lo ta không gánh nổi. Phụ thân nói phải mấy ngàn năm sau mới gặp các ngươi được. Bây giờ đã trải qua hơn một vạn năm, quả nhiên các ngươi đã đi xa." "Tiểu công chúa Giang gia thật là thông minh." Đạo nhân trẻ tuổi đầy chính khí cười nói: "Chúng ta toàn là người lười, không muốn tham gia thời đại tiên đạo tranh đấu, cũng không muốn xưng đạo hữu với đế và tôn. Mấy năm nay chúng ta không lộ ra dấu vết gì." Một đạo nhân lớn tuổi lưng cõng bàn cờ cười nói: "Đế và tôn lao lực cực nhọc, tâm kế thâm sâu, tính toán mọi người. Chúng ta không hợp với bọn họ. Hơn nữa thủ đoạn của bọn họ chưa chắc khiến thời đại tiên đạo tránh được tịch diệt kiếp. Chúng ta tự lo tương lai của mình nên mới tìm đến nữ nhi của lão gia địa chủ đấy." Tiểu Vân Liên ù ù cạc cạc nghe, không hiểu gì, lén hỏi Giang Tuyết Tình. Giang Tuyết Tình nhỏ giọng nói: "Lúc trước bọn họ là lão già quái, lão bà trong vô nhân cấm khu. Hiện tại chuyển thế đến tìm ta, hơn phân nửa là tạo hóa lớn mà Huyền Đô ba bá đã nói rồi." Tiểu Vân Liên kinh ngạc hỏi lại: "Tạo hóa lớn là mấy cái người này sao?" Tiểu Vân Liên lắc đầu hỏi: "Mà tí tí, vô nhân cấm khu là chỗ nào vậy?" Khi Tiểu Vân Liên xuất thế thì vô nhân cấm khu đã bị san bằng, nàng không biết tiên giới từng có nơi như vậy. "Chờ chút nữa nói sau vậy." Giang Tuyết Tình nhìn đám người Tương Khang cười nói: "Mới rồi có một con gấu mắt mù chạy tới ồn ào, bị chúng ta cắt một nửa rồi thả đi. Nếu đánh chết hắn thì sau này không ăn được nữa rồi. Thả hắn rồi lần sau gặp lại lại có thể ăn tay gấu của hắn. Nhưng nếu là bản lĩnh săn bắn của mấy vị đạo hữu thì không chừng chúng ta có thể ăn nó, mang ít thịt về cho phụ thân của ta." Bên bờ sông, đám người Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên, Tương Khang, Thiên Nhi trò chuyện vui vẻ như bằng hữu vong niên. Thiên Hy là đạo nhân trẻ chính khí cười nói: "Chúng ta hợp ý như vậy hay là kết bái đi?" Mọi người vỗ tay đồng ý: "Phải, phải." Nữ đạo nhân xinh đẹp tên Chức Mẫu cười nói: "Chúng ta nói tuổi đi, ai lớn tuổi thì làm đại ca, đại tỷ." Tiểu Vân Liên nhìn mười mấy đạo nhân, trong đó có lão nhân tóc bạc phơ, nữ hài tử này lanh lợi danh ma, thầm nghi ngờ. Tuổi của Tiểu Vân Liên xếp trung thượng đẳng trong đám người, hơn phân nửa nhỏ hơn nàng nhiều. Tiểu Vân Liên suýt nữa nhảy cẫng lên: Các ngươi giả bộ non tơ hay sao?" Mọi người cùng cười: "Nói vậy Tuyết Tình là đại tỷ của chúng ta, Vân Liên là tứ tỷ." Phi Hùng đạo nhân núp ở phía xa nhìn, thầm khó hiểu: "Cái đám đạo nhân này từ đâu đến đây? Chưa nghe tên tuổi, toàn là khuôn mặt xa lạ, không phải tiên thiên thần thánh, cũng không nổi tiếng trong thế hệ ti trước kia." Phi Hùng đạo nhân là sinh linh sinh ra sau khai thiên, làm sao biết vô nhân cấm khu trong quá khứ được. "Hai tiểu nha đầu này rất là đáng hận, vừa rồi thả ta ra là vì định gặp lại ta ăn thêm tay gấu nữa sao?" Phi Hùng đạo nhân tức giận nói: "Lão tử còn chưa ăn tay gấu của mình bao giờ, không biết có mùi vị thế nào đây. Nàng còn muốn ăn hai lần sao? Hay hôm nào tự cắt một tay ăn thử xem. Mà không được, không được, làm gì có chuyện tự ăn mình như vậy." Phi Hùng đạo nhân đang suy nghĩ, đột nhiên yêu khí, ma khí tràn ngập, gã ngoái đầu nhìn. Phương xa, các tịch diệt cự thú khổng lồ lao nhanh tới, bộ dáng dữ tợn hung ác. Hơn 20 người chăn nuôi, toàn thân trùm máu đen, theo sau đàn thú xua tịch diệt cự thú đến. Khổng Thánh đạo nhân cùng các cường giả Cửu Dương Thánh Long, Thiên Phượng Yêu Hậu, Thất Sát Ma Vương đến. Cửu Dương Thánh Long là một con rồng chín đầu, sinh ra trong Cửu Dương Cốc tại Cửu Long Thiên Vực. Thiên Phượng Yêu Hậu là một con cửu phượng, sinh ra trong vách đá Phượng Loang, Thiên Lĩnh. Thất Sát Ma Vương sinh ra từ oán niệm, ma niệm trong thiên địa. Tất cả là tiên thiên thần thánh, mạnh hơn Phi Hùng đạo nhân rất nhiều. Những yêu vương ma vương này hùng cứ một phương, dưới tay tụ tập hàng vạn tiên thiên yêu ma.
trong ước vạn vạn dặm không có tiên vương tiên quân nào dám tạo động chủ gần hang ổ của bọn chúng. Khổng Thánh đạo nhân thì không có chỗ ở cố định, hành hung thiên hạ, dựa vào nuốt sinh linh mà tăng tu vi. Khổng Thánh đạo nhân từng chọc giận thiên quân thời đại cũ, đánh nhau vài hiệp với thiên quân đó xong, Khổng Thánh đạo nhân an toàn rời đi. Đây cũng là vốn liếng Khổng Thánh đạo nhân kiêu ngạo, cho rằng mình ngang ngửa với thiên quân. Cửu Dương Thánh Long, Thiên Phượng Yêu Hậu, Thất Sát Ma Vương mạnh ngang ngửa với Khổng Thánh đạo nhân, lại cộng thêm có nhiều cường giả thuộc hạ, thế lực mạnh mẽ nên Khổng Thánh đạo nhân mời bọn họ đến. Khổng Thánh đạo nhân định bụng, dù Giang Nam tức giận lao đến cũng sẽ không sợ. Khổng Thánh đạo nhân đến nơi, nhìn hướng đám người Giang Tuyết Tình. Sao lại tăng thêm mười mấy người rồi? Khổng Thánh đạo nhân híp mắt nhìn đám Tương Khang, Thiên Hy Thánh Nhân nhỏ giọng nói. Là trợ thú hay đến cướp nữ nhi của Huyền Thiên đấy? Phi Hùng đạo nhân chưa kịp nói chuyện, Thiên Phượng Yêu Hậu đã lạnh lùng cười. Mặc kệ có la lịch gì, ăn luôn đi. Cửu Phượng lắc người, hiện ra chín cái đầu phượng, cánh dập trời, bao phủ mấy chục vạn dặm. Chín tiếng hót chói tai vang lên, Thiên Phượng Yêu Hậu đập cánh bay tới bên trên sông lớn. Chín cái đầu mổ đám người Giang Tuyết Tình, Vân Liên, Thiên Hy Thánh Nhân và Tương Khang. Viên Thái lão nhân cười to nói. Đại tỷ, chuyện nhỏ này không cần đại tỷ ra tay. Bàn cờ sau lưng của Viên Thái lão nhân bay lên, Thiên Phượng Yêu Hậu thấy sông lớn, mọi người bên bờ sông biến mất, xung quanh là trời sao bao la. Trời sao như ván cờ, các ngôi sao rậm rạp trên bầu trời. Thiên Phượng Yêu Hậu giật mình vội bay lên, nhưng mãi không bay ra khỏi trời sao được. Các tinh cầu trắng đen bay tới, lần lượt đè lên người Thiên Phượng Yêu Hậu. Các ngôi sao cực kỳ nặng, đè Thiên Phượng Yêu Hậu bẹp dí, nàng hết sức kinh hoàng. Ngôi sao tiên giới bình thường, đừng nói đè bẹp nàng, miễn nàng muốn, há mồm có thể nuốt các tinh cầu vào. Các tinh cầu trắng và đen này nặng kinh khủng, đã qua cường giả rèn luyện. Viên Thái lão nhân ném cái chum ra, thu quân cờ đầy trời và Thiên Phượng Yêu Hậu vào trong. Hai ngón tay kẹp Cửu Phượng lên, ném xuống đất. Viên Thái lão nhân cười nói, đồ ăn đến rồi đấy. Trong không trung, Cửu Dương Thánh Long, đám người Thất Sát Ma Vương kinh hoàng. Khổng Thánh đạo nhân giật mình, hét lên thất thanh. Lão nhân lấy bàn cờ ra, chẳng lẽ là Huyền Thiên giáo chủ sao? Lợi hại như vậy sao? Chắc là Huyền Thiên giáo chủ rồi. Thất Sát Ma Vương nhìn hai mươi mấy người chăn nuôi, quát lên. Mấy vị đạo huynh, các ngươi hãy xua tịch diệt cự thú lao ra, chúng ta đi chém Huyền Thiên lão đạo. Các người chăn nuôi lùa đàn tịch diệt cự thú lao nhanh từ giữa không trung xông hướng bờ sông. Thất Sát Ma Vương, Cửu Dương Thánh Long, Khổng Tức đạo nhân, Phi Hùng đạo nhân đáp xuống, chạy hướng Viên Thái lão nhân. Đột nhiên guồng quay tơ bay lên, một nữ nhân ngồi trước guồng quay, thỏi thép xoay nhanh, các sợi tơ tung bay, một chuỗi tiếng đinh đang vang lên, các tịch diệt cự thú bị sợi tơ xuyên thủng, treo trên sợi tơ giết ngược lại phe mình. Tịch diệt cự thú nuốt 20 người chăn nuôi, sau đó lao hướng Khổng Thánh đạo nhân, Cửu Dương Thánh Long, Thất Sát Ma Vương và Phi Hùng đạo nhân. Khổng Thánh đạo nhân giật mình, vội vàng đập cánh bay đi, quát lớn, nữ nhân này lợi hại quá, các vị mau rút lui thôi. Thất Sát Ma Vương bị đám tịch diệt cự thú bám giữ, chưa kịp rút lui đã bị các con thú phân thây nuốt mất. Ở bên kia, đám tiên thiên yêu ma thuộc phe mấy vị đại ma vương thấy tình huống không ổn thì bỏ chạy bốn phương tám hướng. Lúc này Thanh Hư đạo nhân ném phất trần lên, các sợi tơ tỏa ra bốn phương tám hướng như cái lưới chụp xuống, hơn 1000 tiên thiên yêu ma bị bắt giữ. Thanh Hư đạo nhân rút phất trần về, các tiên thiên yêu ma rơi lộp bộp xuống đất vùng vẫy không thoát ra được. Vẫn có hai tên trốn thoát được. Thanh Hư đạo nhân thở dài nhíu mày nói, mới chứng đạo thiên quân không lâu, còn thiếu chút lửa. Tương Khang, giao hai tên kia cho ngươi. Thợ săn trẻ tuổi đứng dậy, lấy cung tên trên lưng xuống, dương cung bắn, hai mũi tên bay ra. Tương Khang ngồi xuống, đốt lửa nướng nào. Khổng Thánh, Cửu Dương Thánh Long bay nhanh nhất, là tiên thiên thần thánh nổi tiếng về tốc độ. Giờ phút này Khổng Thánh đạo nhân và Cửu Dương Thánh Long thấy tình huống không ổn, hận không thể mọc thêm cánh xé gió bay đi. Mấy nam nữ đạo nhân bên cánh Huyền Thiên giáo chủ là ai vậy? Cửu Dương Thánh Long tức giận nói, lợi hại quá, hay đế và tôn xuất thế chăng, hoặc là đạo quân của đạo quân điện ư? Khổng Thánh đạo nhân nhụt chí nói,
Sao ta biết được? Huyền Thiên giáo chủ rất âm hiểm, biết chúng ta định đối phó với nữ nhi của hắn nên kêu nhiều trợ thủ đến trước à. Lần này chúng ta xui xẻo, chờ lần sau ta tìm nhiều trợ thủ hơn đến tìm. Ta không tin không làm gì được hắn ta. Cửu Dương Thánh Long gật đầu nói: Ta sớm có nghe nói Huyền Thiên giáo chủ rất nham hiểm, giờ mới được mở mắt ra. Không ngờ Huyền Thiên kêu mấy trợ thủ đến, chúng ta là ít người. À, Cửu Dương Thánh Long đang nói thì hét thảm, bị một mũi tên bắn trúng liền rơi xuống. Tên Khổng Thánh Đạo Nhân rất kỹ bịch, ngoái đầu nhìn, một mũi tên ánh sáng bay hướng gã. Khổng Thánh Đạo Nhân định né, thế nhưng mũi tên bắn trúng, khổng tức bảy màu rơi xuống đất. Giây lát sau, mấy con chó đen đầu nhỏ, lưng dài từ đâu chạy ra, kéo Cửu Dương Thánh Long đi xa. Không lâu sau, mấy con chó đen quay lại kéo Khổng Thánh Đạo Nhân. Mọi người bên bờ sông cười nói: Tường Khang, chuyện mổ bụng do ngươi làm đi, lột da sạch sẽ vào rồi nướng lên, quay, xào, mấy món nhắm rượu thì tùy tay nghề của ngươi. Tiên Thiên Sinh Linh sau khai thiên là ngon nhất rồi, mấy con này rất lợi hại, chắc chắn vị rất ngon. Phi Hùng Đạo Nhân lúc bấy giờ hét lớn: Tha mạng, tha mạng. Khổng Thánh Đạo Nhân phun cục đàm máu vào Phi Hùng Đạo Nhân, tức giận mắng: Phi Hùng Đạo Hữu, có khí phách một chút được không? Huyền Thiên giáo chủ coi như lần này chúng ta xui xẻo, muốn giết muốn chém gì tùy ngươi, chỉ cầu chết ngay. Viên Thái Lão Nhân kinh ngạc nói: Sao, Huyền Thiên giáo chủ sao? Viên Thái Lão Nhân bật cười: Ngươi cho rằng ta là giáo chủ sao? Có chút khí phách muốn khiêu chiến tồn tại khủng bố kia, thiên quân trên đời này tụ lại một chỗ khoảng 50 người cũng không đủ cho giáo chủ xỉa răng đâu. Chỉ có thành tựu đạo quân mới dám so tài với giáo chủ. Nếu hắn đến đây thật thì chỉ khí thế thôi đủ đè bẹp dí ngươi rồi. Giang Tuyết Tình lộ vẻ bất nhẫn nói: Mấy cái tên này tuy rằng có mắt không trồng, thế nhưng dù gì cũng là sinh linh sinh ra sau khai thiên, dị chủng hiếm có, nếu ăn mất e rằng sẽ tuyệt chủng. Phi Hùng Đạo Nhân, Cửu Dương Thánh Long, trăm ngàn tiên thiên yêu ma lộ vẻ cảm kích. Giang Tuyết Tình cười nói: Hay cắt cánh tên này, cắt mấy trăm ngàn cân thịt tên kia, để lại vị trí ăn ngon nhất rồi thả bọn họ đi. Lần sau bắt nữa chắc chắn đã mọc lại phần bị chặt rồi. Đám Phi Hùng Đạo Nhân mặt mũi xám xịt, đám Viên Thái Lão Nhân hoan hô: Ý hay, cứ làm như vậy đi. Các yêu ma Khổng Thánh Đạo Nhân bị cắt một phần trên người rồi được thả ra. Thiên Hy Thánh Nhân nói: Lần này đại tỷ của chúng ta cầu tình cho các ngươi, nếu có lần sau sẽ chém, giết thay mắt làm công cụ đi bộ. Đám người Khổng Thánh Đạo Nhân vâng dạ quay đi. Tại bờ sông, bữa tiệc kết thúc, Thiên Hy Thánh Nhân đề nghị: Đại tỷ, chúng ta đã kết bái rồi, hay lập một giáo môn đi. Sau này không phải đạo quân thì không được vào môn, đại tỷ thấy sao? Đám người mắt sáng rực nhìn Giang Tuyết Tình. Giang Tuyết Tình ăn thịt uống rượu đã ngà ngà say, cười nói: Cũng tốt thôi, vậy gọi là thiên môn đi. Từ đó thành lập giáo môn, ảnh hưởng lịch sử thời đại tiên đạo mấy chục ức năm sau. Tại bờ sông, Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên, các đạo quân chuyển thế lên kế hoạch nhiều khâu về thiên môn. Thời đại tiên đạo, bây giờ chứng đạo quân khó khăn hơn trước kia. Chúng ta muốn lại là đạo quân cũng cần 200-300 vạn năm nữa mới làm được. Viên Thái Lão Nhân tóc bạc phơ nói: Tình Nhi đại tỷ là lãnh tụ thiên môn chúng ta, cần cố gắng nhiều thêm nữa. Sau này đại tỷ sẽ là mặt mũi của thiên môn. Về lĩnh ngộ đạo thì chúng ta hơn đại tỷ một bậc, thế nhưng tiềm lực không bằng đại tỷ. Hay mượn cơ hội này kích phát tiềm năng của đại tỷ đi. Giang Tuyết Tình tò mò hỏi: Kích phát làm sao bây giờ? Mười mấy đạo quân chuyển thế nhìn nhau, ngồi quay quanh Giang Tuyết Tình. Bọn họ kết ấn pháp, hơi thở đại đạo tiền sử bộc phát. Các dị tượng ngưng tụ trên đầu bọn họ, có cái giống chuông, giống trông, giống cung, giống bánh xe, giống mây trời, giống bảo bình. Trong người Giang Tuyết Tình vang lên đạo âm du dương, như thể lịch sử xa xưa giấu trong người nàng bị mười mấy đạo quân chuyển thế kích phát ra, mênh mông như dấu ấn năm tháng, kích hoạt dấu ấn đại đạo hai mươi mấy thời đại để lại trong vô nhân cấm khu. Tiếng đạo âm cuối cùng cũng vang lên, các thanh âm đan xen giao hưởng như khúc tán ca thời đại. Trước khi vô nhân cấm khu hủy diệt, đám người Thiên Hy Thánh Nhân, Viên Thái Lão Nhân đưa dấu ấn các thời đại lắng đọng trong vô nhân cấm khu vào người Giang Tuyết Tình.
giờ đám đạo quân chuyển thế kích phát mấy dấu ấn này để đạo và lý lắng đọng trong vô nhân cấm khu thức tỉnh. Từ thời đại nguyên đạo đến chú đạo, các đạo quân đưa dấu ấn đại đạo của mình khắc vào vô nhân cấm khu, chúng nó chuyển rời vào người Giang Tuyết Tình, cho đến nay chưa từng kích hoạt. Giang Nam không đụng vào mấy dấu ấn này. Hiện giờ dấu ấn thức tỉnh như một quyển lịch sử kéo dài 1.000 ức năm, dùng thời gian và đại đạo viết nên, bày ra trước mặt Giang Tuyết Tình. Giang Tuyết Tình ngồi xếp bằng, đại đạo chảy xuôi quanh thân, dần biến thành một pháp đàn nâng nàng lên. Là Thiên Khánh Vân quanh năm không rời tay, bị Giang Tuyết Tình ném sang một bên, thay thế là ấn pháp huyền dị như muốn chứa hết đại đạo trong dòng chảy thời gian vào đó. Pháp đàn như nhị hoa tỏa mùi thơm, các đạo quân chuyển thế là cánh hoa bao bọc. 10 ngón tay Giang Tuyết Tình kết ấn pháp rất lạ, như một cánh cửa. Sau lưng Giang Tuyết Tình có 9 cái đuôi hiện ra, các thiếu nữ ngồi trên đuôi trắng mềm xõa tung. Là Thiên Khánh Vân lơ lửng trong không trung, bảo quang đủ màu lấp lánh. Giang Tuyết Tình rơi vào trạng thái ngộ đạo, mặt mỉm cười, các loại dị tượng hiện lên đẹp như mộng ảo vậy. Chiếc mẫu có linh cảm, guồng quay tơ bay lên không, người điều khiển tự động dệt bức tranh rộng khoảng 100 trượng, các màu sắc đan xen vẽ ra núi sông ngôi sao. Chiếc mẫu cười nói: "Các vị xin đừng cười, ta muốn để lại bức tranh gấm làm lưu niệm cho thiên môn chúng ta." Đám người Viên Thái lão nhân, Thiên Hy thánh nhân, Tiểu Vân Liên quay đầu nhìn guồng quay tơ và bức tranh gấm. Guồng quay tơ chuyển động, các trục màu xoay tròn, các sợi tơ đan xen, phong độ khuôn mặt của mỗi người hiện ra trong bức tranh. Thời gian như ngừng lại vào giây phút này, ghi lại động tác, biểu tình, đại đạo, thiên quang, thần quang của bọn họ, cố định vào trong phút này. Có người vẻ mặt thận trọng, có người biểu tình nghiêm túc, có người mỉm cười, có người đăm chiêu, có người lại vui sướng, có người khao khát về tương lai. Tương lai sẽ có ngày bức tranh gấm thiên môn bị thời gian nhuộm ố vàng, 18 thủ lĩnh thiên môn bị năm tháng xóa nhòa. Người sống sót ở tận cùng thời đại tiên đạo khi nhìn bức tranh gấm sẽ vô cùng cảm thán. Từng ngày trôi qua, năm tháng như thoi đưa, Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên không quay về Đại La Thiên mà tiếp tục rèn luyện trong tiên giới, ma giới. Thời gian như nước chảy, thời đại tiên đạo là thời kỳ phát triển nhanh nhất, rực rỡ nhất. Tiên giới hay ma giới, phản chiếu đối lập với tiên giới, đều ra tuấn kiệt lớp lớp, không đếm xuể. Thế nhưng ngôi sao trên trời chiếu rọi mỗi góc thời đại này. Bất giác ngàn năm qua đi, có khá nhiều người chứng đạo thiên quân, chấn động hai vũ trụ tiên ma. Có một số tài tuấn trẻ tuổi nổi lên, nhiều khu vực chưa biết trong tiên giới bị khám phá ra. Một số khu vực bí ẩn sinh ra tồn tại thực lực kinh người. Tiên giới có nhiều thiên quân, đám người đạo vương Tịch Ứng Tình chứng đạo thiên quân. Mấy phó giáo chủ Ngọc Kinh Thánh Giáo cũng chứng đạo thiên quân. Mấy thế lực lớn nhỏ khác như Tự Nhiên Lão Quân, Thái Chân Thiên Quân chứng đạo thiên quân. Có nhiều tiên thiên sinh linh được thiên địa ưu ái, tồn tại được 1-2 ngàn đại đạo cũng lần lượt viên mãn 3 ngàn đại đạo chứng đạo thiên quân. Trong đó có người trên đường chứng đạo thiên quân bị nhân quả dây dưa nên chết. Lần đầu tiên thịnh hội Diêu La Sơn mở màn, vô số cường giả thế hệ trẻ chạy đến tham gia. Trong thịnh hội có Linh Châu Tử, Thiên Linh, Ma Thiên, Vân Liên, Long Ngạn, Định Quang, Trung Thiên. Các thiếu niên thiếu nữ được khai thiên khí vận công đức tỏa sáng. Các thiếu niên thiếu nữ được truyền thừa xa xưa lộ ra tài năng. Các hậu bối đã nổi lên, giáo môn thịnh hành thiên hạ. Sau lưng những hậu bối đại biểu cho các thế lực lớn tham gia vào cuộc tranh đấu hùng bá tiên giới, ma giới. Trận thịnh hội Diêu La Sơn này lại có 2 nhân vật bắt mắt, một nam một nữ. Thiếu nữ tự xưng Đinh Linh, đầu người mình rắn, thân rắn khoanh tròn, tay nâng đỉnh to. Thiếu niên tự xưng Phục Sát, cũng đầu người thân rắn, mình rắn khoanh tròn, tay nâng bảo tháp. Đinh Linh Phục Xá xuất hiện bộc lộ tài năng, làm cho người giật mình, ngang ngửa với Trung Thiên, thực lực cao thâm khó dò. Có người nói cái tên Đinh Linh đến từ linh của Nguyên Đỉnh, là khai thiên khí vận công đức Nguyên Đỉnh sinh ra sinh linh. Phục Sát ý nghĩa là nguyên tháp trấn phục chư thiên, khai thiên khí vận công đức nguyên tháp biến thành sinh linh. Hai người xuất hiện khiến các tồn tại cổ xưa trong thế hệ đi trước tiên giới ma giới nổi lên hứng thú. Thần thức đám thiên quân cổ xưa bao phủ Diêu La Sơn, các thần thức va chạm, giao tranh, sóng ngầm dâng trào. Đinh Linh, Trung Thiên, Phục Sát được gọi là Tam Thánh Linh. Thiên Linh, Linh Châu Tử, Ma Thiên, Vân Liên, Long Ngạn, Định Quang thì được gọi là Lục Thiên Thánh. Mấy thiếu niên tài tuấn xuất sắc nhất được gọi là 29 Thiên Kiệt,
107 tiên thiên đại thánh, 3000 đạo tài. Giang Thuyết Tỉnh cũng xuất hiện trong tịnh hội, nhận Trung Thiên khiêu chiến. Hai người vừa chạm đã tách ra. Đinh Linh phục sát, đánh mấy chiêu với Giang Thuyết Tỉnh, chạm vào liền tách ra. Ai thắng ai thua thì trong lòng đương sự biết rõ, và một số ít người nhìn ra. Duy La Sơn rất cao như một cột trời, bốn phía là huyền châu bao la mênh mông. Có 33 trọng thiên quay quanh Duy La Sơn, trên đỉnh núi có một tòa đại la thiên. Về Duy La Sơn, ngọn núi số 1 tiên giới, có rất nhiều tiên đồn. Trong Duy La Sơn thường có đạo âm tiên đạo vang vọng, bí ẩn cao sâu khiến người tỉnh ngộ. Sinh linh 33 trọng thiên được nhiều ích lợi. Mỗi năm Duy La Sơn lại sinh trưởng một chút, tụ tập thiên địa linh khí, chế tạo 33 trọng thiên thành các tòa thánh địa. Cư ngụ trong đó, linh khí dồi dào, đạo âm vang vọng, giúp ích cho việc tu luyện. Lại có người nói là thuở khai thiên, Di La Sơn tụ tập thiên địa linh tú sinh ra. Có người bảo thuở khai thiên không có Di La Sơn, là trên đại la thiên rớt xuống một cây kim cắm trên mặt đất, không ngừng sinh trưởng thành cột chống trời. Từng có thiên quân đi ngang qua, thấy ngọn núi này muốn lấy Di La Sơn đi, thế nhưng không di chuyển được một ly. Lại có tin đồn Ngọc Kinh Thiên Quân từng đến xem Di La Sơn, búng tay ba cái vào núi. Di La Sơn lắc lư ba lần, ngón tay Ngọc Kinh Thiên Quân rách nhỏ ba giọt máu. Ngọc Kinh Thiên Quân rời đi, không chiếm Di La Sơn. Đinh Linh phục sát, lộ mặt xong từ Di La Sơn, leo lên Đại La Thiên, bái kiến tồn tại cổ xưa trong đó, tự dâng sách. Tồn tại cổ xưa mở hai quyển sách ra, bảo quang tỏa sáng. Trong Đại La Thiên, tiên đạo ẩm vang, hùng hậu, thổi quét Đại La Thiên. Thiên hạ đều nghe thấy, lòng thầm say mê. Tồn tại cổ xưa ở trên Đại La Thiên nhíu mày, đạo âm thứ ba vang lên chấn động không dứt. Đối kháng hơn 10 ngày sau, hai quyển tiên thư hao hết năng lượng, vỡ nát, đạo âm cũng biến mất. Đinh Linh phục sát vái chào đi xuống Đại La Thiên. Các thiên quân không dám đến gần Đại La Thiên, thấy Đinh Linh phục sát rời đi mới phát ra thần thức theo dõi hai người. Đinh Linh phục sát đi vào hai đạo quả đạo cung bao phủ tiên giới cổ, những thần thức tan biến không dám vào sâu. Lại có tiên đồn Đinh Linh phục sát hiến sách, đó là quyển sách Đế và Tôn, là đạo thư kết từ đạo quả của Đế và Tôn để thử thách vị tồn tại bên trên Đại La Thiên. Có tiên đồn nói là cảnh cáo vị tồn tại trên Đại La Thiên, cảnh cáo hắn không được tùy ý làm bậy. Có tin đồn đó là hai quyển sách, quyển chiến thư là quyển thách đấu. Sau này có mấy vị thiên quân leo lên Đại La Thiên triều thánh hỏi, vị tồn tại đó trả lời là hai quyển đạo thư của Đế và Tôn thử thách và suy tính, muốn mượn tay tồn tại kia suy tính thời gian tiên đạo chín muồi, khi nào Đế và Tôn sẽ sống lại. Hơn 10 ngày sau, quyển đạo thư tan nát, nghĩa là tiên đạo còn lâu mới chín muồi, thời gian Đế và Tôn sống lại chậm trễ một lúc nữa, tạm thời không thể sống lại. Câu đó được truyền ra ngoài, thiên hạ chấn động, các tồn tại suy đoán băn khoăn. Lại 1000 năm nữa qua đi, thịnh hội Di La Sơn lần này lại càng to lớn hơn lần trước rất nhiều. Trong thiên giới có thêm mấy tồn tại chứng đạo thiên quân, càng thêm náo nhiệt. Rất nhiều khuôn mặt mới xuất hiện trên Di La Sơn, anh hào trong ma giới kéo nhau lên núi, ồn ào trộn rộn, vừa là luận đạo cũng là cuộc chiến chinh phục, nhiều người đổ máu trên đỉnh núi. Giang Tuyết Tình ở trên đỉnh núi tuyên bố thành lập thiên môn, mời một số tuấn kiệt tham gia, thành tia sáng chói mắt trong tịnh thế. Thiên môn chính thức xuất hiện trước mắt thế nhân. Thịnh hội Di La Sơn lần này có thiên linh, Linh Châu Tử, Trung Thiên nhập môn. Đến 1000 năm lần thứ 3, Di La Sơn trở thành sự kiện quan trọng lớn nhất tiên giới, tụ tập tinh anh hai vũ trụ tiên ma. Nhiều tồn tại thế hệ trước cũng chạy tới luận đạo, so tài, nghiệm chứng thực lực của nhau. Thời gian qua đi, Giang Sơn ra nhân tài lớp lớp. 1 vạn năm qua đi, quần hùng hai giới tiên ma nổi lên. 3000 tiên châu tiên giới đã có hình thức ban đầu, 3000 ma châu ma giới cũng hiện hình. Số lượng thiên quân hai giới tiên ma đã gần trăm, thiên địa vũ trụ dần định hình, chủng tộc trong hoang dã sinh sôi phát triển, khiến hai giới tiên ma càng hưng thịnh hơn. Chinh chiến bắt đầu xuất hiện, có các đế quốc ma giới đầy giá tâm, dưới xúc tu hướng tiên giới. Thế đại tranh cũng đã lộ ra manh mối mới.